Theo tiến sĩ Khổng Lãnh Khiêm, phụ nữ ăn uống quá lạnh sẽ là nguyên nhân khiến cơ thể bị khí huyết ngừng trệ, từ đó dẫn đến các bệnh vô cùng nguy hiểm, thậm chí là ung thư. Tiến sĩ danh y Khổng Lãnh Khiêm, con trai của đại danh y Khổng Thiếu Hoa, cháu nội của danh y Khổng Bá Hoa, hiện đang là phó hội trưởng hội danh y Khổng Tử Thế Giới. Tiến sĩ Khiêm nói, phụ nữ ăn quá lạnh là điều khủng khiếp. Theo nghiên cứu đông y, tiến sĩ Khiêm cho rằng, ông cảm thấy rất rùng mình khi nhìn thấy phụ nữ ăn quá lạnh, như các món ăn kem, uống nước có rất nhiều đá. Nếu thường xuyên ăn như vậy, sẽ dẫn đến cơ thể bị lạnh, âm khí tích tụ lâu dài, làm cho máu khó lưu thông. Đó cũng là nguyên nhân sâu xa gây ra nhiều loại bệnh nguy hiểm ở phụ nữ. Một số bệnh nổi bật xuất hiện từ nguyên nhân cơ thể bị nhiễm lạnh như u nang buồng trứng, đau bụng kinh, vô kinh và thậm chí nghiêm trọng hơn như u xơ tử cung, u vú và những triệu chứng khác. Về nguyên nhân, đã có nhiều chuyên gia nhắc nhở khi người phụ nữ thường xuất hiện các triệu chứng như bàn tay chân lạnh, sợ lạnh, dễ bị cảm lạnh, dễ sinh mệt mỏi, sưng ngực, môi nhợt nhạt, miệng lưỡi nhợt nhạt, đi ngoài phân lỏng, tiêu chảy, nước tiểu nhạt, đi tiểu thường xuyên, ăn uống kém ngon, thường cảm thấy không có mùi vị. Kết quả nghiên cứu lâm sàng cho thấy, so với những người khác, nhóm người có thói quen ăn uống quá lạnh sẽ làm gia tăng đáng kể nguy cơ mắc bệnh ung thư vú. Nếu kết hợp với thường xuyên hút thuốc lá lâu dài, có nhiều khả năng bị ung thư phổi. Thêm vào đó, nếu không chú ý đến vệ sinh nước uống, ăn uống những thực phẩm biến chất, thực phẩm chứa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, có thể dễ bị mắc ung thư dạ dày. Ngoài ra, những người có thói quen ăn lạnh dài ngày cũng khiến cho cơ thể bị nhiễm lạnh, dư thừa độ ẩm, từ đó sinh ra nguy cơ mắc các bệnh về gan, thận. Càng để lâu, cơ thể kết hợp với các rắc rối tâm lý như buồn chán, căng thẳng, tinh thần suy kiệt, sẽ còn có thể mắc bệnh ung thư vòm họng, dễ bị ung thư vú và ung thư cổ tử cung. Phụ nữ muốn khỏe mạnh và duy trì tuổi thanh xuân lâu dài, điều đầu tiên cần phải hạn chế ăn đồ lạnh. Ngược lại, nên ăn nhiều các món ăn ấm nóng. Theo bác sĩ Khiêm, bí mật để có một vẻ đẹp không tuổi chính là bạn nên tránh ăn đồ lạnh, hạn chế ăn đồ ăn vặt sản xuất công nghiệp, chứa nhiều dầu mỡ hoặc gia vị dễ gây bốc hỏa. Những phụ nữ có điều kiện thì nên nấu thêm cháo vịt để ăn tại nhà. Nấu cháo vịt nên dùng nồi áp suất cao hoặc nồi hầm để làm cho cháo trở nên chín kỹ. Nấu bằng lửa nhỏ trong vòng khoảng ít nhất 3 tiếng, vớt hết váng mỡ nổi lên trên để đảm bảo hạn chế chất béo. Nấu chín cháo vịt thì thêm một chút bí xanh, thêm ít phục linh, có thể giúp cơ thể loại bỏ tính lạnh tích tụ trong lâu ngày, giúp cho dung nhan trở nên xinh đẹp. Hai món ăn giúp phụ nữ kéo dài tuổi trẻ. 1. Cháo táo tàu hoa cúc. Táo tàu có chứa thành phần vitamin A phong phú, vitamin B và axit amin dồi dào. Nếu thường xuyên tiêu thụ món ăn này, có thể làm cho da mặt hồng hào, sáng bóng. Táo tàu 50g, gạo 90g, hoa cúc 15g, thêm nước, nấu cho đến khi cháo chín kỹ là có thể ăn được. 2. Canh bí nấm hương. Món ăn này có tác dụng tiêu trừ mỡ thừa tích tụ trong cơ thể, giúp cho phụ nữ duy trì cân nặng hợp lý, cơ thể săn chắc, hạn chế béo phì. Cách chế biến: bí đao 500g, măng 25g, nấm hương 25g, rửa sạch và cắt thành miếng vừa ăn. Chuẩn bị 30g thịt chân giò, tất cả sơ chế phù hợp. Xào thịt chân giò cho chín khoảng 70%, tiếp tục cho bí đao và các thành phần nguyên liệu còn lại vào xào. Nếu có nước luộc thịt gà hoặc không thì dùng nước trắng để đun chín, thêm muối và hạt tiêu. Khi ăn có thể thêm hành hoa và ăn lúc ấm nóng. Khi cơ thể bị dư thừa độ ẩm, bác sĩ Khiêm giới thiệu bài thuốc dùng lá sen tươi. Nếu phụ nữ bị chứng dư thừa độ ẩm, nhiễm lạnh thì nên dùng thử bài thuốc lá sen nấu thành trà uống thay nước. Đây được xem là giải pháp hữu hiệu. Lá sen tươi cũng có thể được nấu cháo để ăn hoặc xay thành nước sinh tố để uống. Tất cả bài thuốc này đều phải dùng lá sen tươi. Những người gan thận hư yếu, bác sĩ Khiêm khuyên rằng nên dùng bài thuốc ngâm chân gồm lá dâu tằm, cành dâu tằm, hạt ích mẫu mỗi loại 15g, dùng một miếng vải bọc lại, rồi cho vào nồi đun thành nước, thời gian đun khoảng 30 phút. Sau khi đun xong thì ngâm chân. Đối với những người thận gan hư yếu do nhiễm lạnh, dùng vị thuốc này để ngâm chân
có tác dụng rất tốt.